won't be too surprised when seeing me like this. You are. I must not go too far away from the others. We will survive. Ok, hey, yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kênh Hoa Diêm. Chúng mình sẽ hướng dẫn như là chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trong Mobile Legends 33 nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đưa đến bạn một cái bài đánh liên quan đến con Angela skill 2, là một trong số những cái con chỉ huy mà theo mình thì nó sẽ đang là hợp meta nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Thì anh em nếu như mà muốn chơi và có được cái lợi thế của khi mà mình chơi cờ so với cả là đối phương á, thì chúng ta nên đánh cho mình là cái con Angela skill 2 này. Tại vì là nó có một cái lợi thế rất là rõ ràng dành cho mấy bạn, đó là nó sẽ có một cái khả năng cấm chiêu của đối phương, làm cho đối phương không thể nào sử dụng chiêu thức được. Và từ cái việc mà nó không sử dụng được chiêu thức á, thì nó dẫn đến một cái kết, đó là chúng ta sẽ có được một cái lợi thế rất là áp đảo về mặt chiêu thức so với cả đối phương. Khi mà công tước chủ lực của đối phương sau khi hạ mục tiêu nhá, thì nó sẽ không lên được mana, và thậm chí nó còn bị choáng trong vòng bao nhiêu giây cơ, hình như là 2,5 giây thì phải. Sẽ bị lập choáng trong vòng 2 giây. Và cái vấn đề lớn nhất đó là trong quá trình bị lập choáng thì nó quýnh nó không lên được mana em ạ. Và không lên được mana thì có nghĩa là sao? Tức là nó sẽ không được xài chiêu. Và đó sẽ là một cái sự rất là khó chịu dành cho đội hình của đối phương ở giai đoạn cuối game nhé. Đặc biệt là những cái đội hình mà giống như kiểu bạn chơi con God đi. God nó sấy được phát đầu tiên, phát thứ hai nó bị cấm chiêu là coi như thôi luôn, là nó không được xài chiêu nữa, là nó sẽ bị cái đội hình bên mình có thể gọi là gõ và bị hạ gục bất kỳ cái lúc nào nha anh em nhé. Thì cái đội hình mà ngày đầu tiên ngày hôm nay mình đem đến cho bạn để các bạn có thể có chơi á, cùng với cả là cái bài Angela skill 2 á. Ui, lắm ít tết thế nhờ, nãy giờ ra quá trời tết luôn nè anh em này. Thì đội hình đầu tiên mà mình muốn đem tới với bạn sẽ là một đội hình rất là cơ bản thôi, đó là đội hình Odette đi cùng với cả là chim tinh phù thủy. Chim tinh phù thủy pháp sư nha. Thì đầu game chúng ta sẽ vào và chúng ta lấy được pha lê phù thủy trước bằng cái việc là mình đã nhảy vào con Luigi và mình gắn thêm những con phù thủy vào, thì chắc chắn là chỗ này chúng ta sẽ lấy được pha lê phù thủy. Và sau khi chúng ta có được pha lê phù thủy rồi thì anh em rất là thoải mái trong việc gọi là roll cờ đi kiếm tiếp nhé. Thì bạn có thể gọi là bỏ bớt những con phù thủy ra, bạn chơi 3 phù thủy thôi. Vì mình có một pha lê phù thủy ấy, thì bạn có thể bỏ bớt ra và bạn lắp con Odette vào, bạn up lên cấp độ 6 thì bạn sẽ có được 3 chim tinh, 3 phù thủy và 2 pháp sư ở tầm cấp độ 6 nhé. Thì sau đó thì chúng ta sẽ giữ ở cấp độ 6 để chúng ta roll kiếm con Odette lên cho mình là 3 sao. Đấy, thì đây là cái trường hợp khi mà mình chơi mình không bị tranh cờ nhiều á, thì bạn sẽ chơi theo cái kiểu này. Thế còn sau khi mà người ta thấy cái clip này thì chắc có lẽ là sẽ có khá là nhiều người sử dụng cái bài đánh này, tại vì nó khó chịu quá. Mình phải công nhận với bạn là nó thật sự là rất là khó chịu luôn dành cho những cái đội hình khác khi mà gặp phải cái đội hình này nha anh em nhé. Thì đây chúng ta sẽ bỏ bớt con này ra, bỏ bớt con này ra đây rồi, sau đó thì chúng ta sẽ lắp ngọc phù thủy lên người con này đi, hoặc là lắp lên người con dắt cũng được, con nào cũng được anh em ạ, để cho nó được hưởng phù thủy tạm thời nhé. Còn giai đoạn sau thì chúng ta tính sau. Rồi ok, đó là giai đoạn đầu là chúng ta sẽ chơi như thế này. Đấy, thì mình có thể thua một lượt hai lượt đầu không sao hết, không vấn đề gì hết anh em, tại vì giai đoạn sau khi mà mình có được con Odette chim tinh phù thủy pháp sư rồi á, và nó lên được 2 sao rồi á, cộng với con Angela nó sẽ gánh rất là ghê. Nó sẽ gánh rất là ghê anh em ạ. Thì cái khúc đó anh em sẽ được một cái vị tướng rất là mạnh so với cả là bên đối phương. Và khi nó mạnh đó là như vậy thì đương nhiên mình sẽ bị khó thua. Mình sẽ khó thua ở giai đoạn gần giữa game. Thì quá trình mà mình ở giai đoạn giữa game mình cứ từ từ mình roll cờ thì mình sẽ kiếm được con Odette 3. Bạn cứ ngồi bạn roll đến khi nào con Odette nó lên 3 sao cho mình, rồi sau đó chúng ta mới up cấp nhé. Anh em đừng có vội up cấp làm gì, tại up cấp lên thì bạn sẽ khó kiếm Odette hơn nha. Thì cái khúc đầu này thì người ta xài tiền, mình có thể là mình không xài tiền. Thế như bạn này nè, bạn up lên cấp độ 5 rồi. À, rất là chịu chơi, bạn gấp lên cấp 5 mà bạn vẫn còn tới tầng 14 tiền, 15 tiền. Chịu chơi phết. Chắc là cái bao nhiêu tướng là cũng ném xuống dưới hết rồi. Cái được mà cái việc mà mình thua ở giai đoạn đầu game thì nó không có ảnh hưởng nhiều đâu anh em ạ. Tại vì như vậy thì mình sẽ được lấy đồ trước. Sau khi mình sẽ được lấy những cái món trang bị rất là ngon, như kiểu là quy trường mùa đông, như kiểu là sách, như kiểu là tủ năng lượng rồi đấy. Đấy thì nó sẽ rất là phù hợp dành cho đội hình của mình ở giai đoạn về sau nha. Đây, được cái Merlin cũng ok nên mình tại đánh đội hình pháp sư nhé. Thì cái đội hình mà Odette chim tinh pháp sư phù thủy á, thì nó là một đội hình quá là meta rồi. Đi với con chỉ huy nào thì nó cũng mạnh, nhưng mà nếu như mà bạn đi với lại con Angela skill 2 này thì nó càng mạnh hơn nữa cơ. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì có khá là nhiều vị chỉ huy bị giảm sức mạnh, nhưng mà cái con Odette đó thì nó vẫn còn đó nên mà Odette nó vẫn còn nguyên luôn, gần như là được nguyên luôn. Và nó dẫn đến cái kết là chúng ta sẽ có được một cái bài đánh rất là mạnh dành cho các bạn nha. Ở thời điểm hiện tại ở cái meta sau khi đã cập nhật rồi, thì anh em bây giờ coi thì anh em sẽ thấy được là cái sức mạnh của bài đánh Odette chim tinh phù thủy pháp sư
cộng với Angela skill 2 là nó ghê gớm như thế nào. Thậm chí là con Odette của mình chỉ cần 2 sao thôi là cũng đã đủ để cho bạn có thể đánh vào trong tới gọi là top 2, top 3, top 4 rồi. Còn nếu như mà muốn lên top 1 thì đương nhiên là chúng ta phải cần có một con Odette 3 nha. Thì đó là điều hiển nhiên rồi. Khi mà bạn có được một con Odette 3 thì cái lực bắn và cái lực gánh phim của nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cả là con Odette 2. Đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ giữ được tăng cái lực bắn và chúng ta sẽ cố gắng chúng ta roll nhiều. Đấy, em thấy Amon nó không được xài chiêu anh em. Sau khi hạ gục được mục tiêu khác nó bị cầm chiêu hoài luôn. Bắt nó phải đánh tay. À, đây là giai đoạn đầu nhá, thì đội hình mình nó chưa có cái gì hết, nó đang gọi là thậm chí mình còn đang lắp triệu hồi vào để mình kiếm tiền cơ, nó chưa có gì gọi là rõ ràng hết. Nhưng một lát giai đoạn sau khi mà mình kiếm được Odette rồi, mình kiếm được kim tinh lắp vào rồi thì câu chuyện nó sẽ khác ngay nha anh em nhá. Nên là lượt đầu, những lượt đầu này bị thua được không sao hết trơn, máu mình nhiều mà, thậm chí mình có thể lấy được cái cổ tự gọi là 28 giáp mà, nên là không có gì phải lo lắng hết nha. Rồi ok, ai có được kim tinh thì ngon. Đây nó có Odette rồi này. Angela xạ thủ. Đây, bạn có Odette rồi này. Đấy, lát nữa bạn chỉ việc ngồi, bạn roll, bạn kiếm con Odette 2 sao cho mình là xong. Lượt này mình có thể để thua tiếp cũng được, chẳng sao hết. Thua thêm một lượt nữa. Rồi lượt sau bắt đầu chúng ta up lên cấp độ 6 nha. Rồi chúng ta sẽ đi kiếm Odette ở tầm cấp độ 6, kiếm mãi, chỉ kiếm con Odette thôi. Những con khác thì có thì lấy, không có thì thôi. Chứ còn Odette sẽ là con cần thiết nhất mình cần. Ít nhất thì nó phải 2 sao. Nó sẽ là cái team này mình nó cố gắng đẩy con Odette lên 2 sao, phát cặp thành đẩy đứng phía sau chưởng thôi. Hết bài. Bên kia người ta cũng đã có được cho mình là một con Odette 2 sao rồi. Chỉ sợ cái bài đánh này á, chỉ sợ duy nhất một cái kiểu đó là bị tranh cờ thôi. Đó là nhiều người cùng đánh một bài thì mình khó trong cái việc roll ra Odette thôi. Chứ còn nếu như mà giả dụ như hai người đánh Odette thì bạn có thể roll thoải mái. Ba người đánh bạn vẫn có thể roll được con Odette 3. Nhưng mà tới tận 4 người đánh, 5 người đánh thì nó sẽ hơi khó để cho bạn có thể gọi là kiếm được con Odette. Thì ngày mai mình sẽ làm thêm một cái bài đánh về Angela skill 2 nữa, đi với một cái bộ khác, không phải là cái bộ Odette nữa, thì anh em có thể gọi là say cờ thoải mái ở trong cái trận đấu nhá. Nếu bạn vô bạn thấy mà nhiều người đánh cái bài này quá thì chúng ta đổi sang chúng ta đánh một cái bài khác. Rồi đơn giản vậy thôi. Ngân sách hiệp rất ok nhá. Tướng hàng sau được 50 mana cũng ok luôn. Nhưng mà với cái ngân sách hiệp thì bạn sẽ roll Odette rất là nhanh. Phù thủy được tăng thêm đam cũng ngon nha. Ba cái cổ tự này, cái cổ tự nào cũng ngon. Tất cả các tự đều ngon, nhìn vào là thấy ngon rồi. Mình cũng không cần phải giải thích nhiều nữa, nhìn vào nên cũng thấy là nó đã rất là ok rồi đúng không? Thì nó có một cái lợi thế quá là rõ ràng, đó là ngân sách hiệp thì roll Odette nhanh. Đấy, ví dụ như bạn bị tranh cờ đúng không? Nhiều người tranh cờ mà bạn lấy được cái ngân sách hiệp thì bạn ngồi bạn roll. Thì kiểu gì bạn cũng sẽ lên Odette 3 sao trước so với người ta. Ngoại trừ trường hợp người ta nhân phẩm vô cực thôi. Chứ không có lý do nào mà người ta lại có thể roll trước mình được. Đấy, không? Còn cái phù thủy tức là Odette xài chiêu là càng ngày đam nó sẽ càng to. Nó càng xài chiêu đam nó càng to nha mà. Thì cái đó cũng ngon. Cái tướng hàng sau 50 mana này cũng ngon nè. Khi mà vô là Odette nó sẽ tích được mana ngay. Nói chung là ba cái đó cái nào cũng ngon. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ ưu tiên lấy cái ngân sách hiệp nha. Lý do là tại vì mình muốn gọi là có thể kiếm được con Odette càng sớm càng tốt anh em ạ. Nha, thì mình sẽ lấy cái ngân sách hiệp. Rồi, chúng ta sẽ một cấp lên. À, bây giờ bạn sẽ tiếp tục ngồi roll nha. Ngồi roll kiếm gọi là Odette 2, Odette 3 rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào roll đi kiếm Odette ha, luôn nắp kim tinh phù thủy luôn. Tới công chuyện tiền chứ. Rồi, đây là chúng ta sẽ bỏ con này ra tạm thời. Rồi, sau chúng ta lại tiếp tục đi kiếm Odette. Odette nổ vào pháp sư. Đấy, Odette 2 rồi anh em ạ. Tới công chuyện rồi anh em ạ, tới công chuyện. Tôi thấy là cái khúc này là cái khúc tới công chuyện rồi đó. Odette kim tinh phù thủy còn cách hồi nữa. Tới nơi rồi, game này là mấy bạn chơi tới nơi với mình rồi. Bắt đầu là anh em sẽ tập trung vào roll kiếm Odette nha. À, đánh cái kiểu của Odette và chim tinh và phù thủy này á, chỉ và Angela á, sợ là sợ những cái đội hình mà người ta quấn tay, những cái đội hình mà người ta quấn tay nhiều chứ không phải là sợ những cái đội hình người ta quấn siêu nha. Và nếu như bạn mà muốn khắc chế cái đội hình này á, thì nên chơi những cái đội hình nó quấn tay giống như kiểu này này, Mia quấn tay này. Nhưng tại vì là Mia đang đánh cho mình là tên lính thủ vệ đồ cái thứ thì một lát nữa đến giai đoạn cuối game thì nó lại sợ cái bộ pháp sư, nên là mình sẽ bị thua giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì mình sẽ rất là mạnh. Đấy, nói chung là nó được cái này thì nó sẽ mất cái kia này mà. Thì cũng chưa chắc là nó đã giòn đâu nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi roll kiếm Odette nhá. Lunox ra hơi, tôi thấy Lunox ra hơi sớm này. Này là game này nó hơi lừa đó. Rồi này 2 sao nổ chim tinh luôn, là lắp vô là 5 chim tinh này. Ờ, 5 chim tinh, thiếu mất một con nhở, thiếu mất con lan xe. Bây giờ thì tạm thời là chưa cần chim tinh tới. Một hồi nữa đi tính sau nha. Bây giờ thì chưa tới lúc phải lắp chim tinh vô. À, mình đang cần phải đi kiếm tướng thì cho con leo lên 3 sao luôn. Chịu hồi rơi con tướng này ngon quá trời. À, Odette mình đang đứng cái góc này là Odette nó bị đánh trước này. Chứ còn nếu như mà giả dụ mình lắp cái đội hình đẹp đẹp lại để bảo kê Odette một xíu á, Odette nó bị đánh sau á thì nó sẽ ngon hơn.
Favro là nó bị đánh trước, nó bị người ta hạ gục trước rồi anh em ạ. Rồi PO3 đấy, thì quá trình mình roll ngân sách hẹp thì đương nhiên là cái tốc độ mình lên ODS3 nó sẽ nhanh hơn so với cả là đối phương nhé. Còn lại là 25 máu để mình sắp xếp đội hình lại này, để mình lắp con tướng nó vô. Có thể anh em up một cấp cũng được nha, tầm này anh em có thể up thêm một cấp cũng được, tại do là cấp độ 6 hay cấp độ 7 á, thì nó cũng không có chênh lệch nhiều về cái việc là bạn đạt được con ODS hay là không, tại do mình có ngân sách hẹp cho nên là mình cấp độ 6 thì nó cũng giống như là cấp độ 7 vậy. Bạn hoàn toàn có thể gọi là đẩy lên cấp độ 7 cũng được. Chỗ này thì chúng ta sẽ lắp thêm con này vô là 5 kim tinh pháp sư hả, pháp sư vậy phải bỏ con này ra để cho nó lên được 6 kim tinh anh em ạ. Thì ODS 6 kim tinh 3 phù thì bỏ ra thì nó hơi uổng xíu, còn không thì tạm thời như này là tham lam, như là tham lam nhé, còn như này là chủng này, như này thì nó sẽ chủng hơn. À giờ như vậy thì mình sẽ thắng được cái lượt này nó dễ hơn, chịu hồi chắc bỏ đi được rồi, chơi vậy chủ yếu. Rồi sau đó mình sẽ up lên cấp 7 nha, mình sẽ đẩy cho nó lên cấp độ 7 luôn. Đơn giản đấy mà, chúng ta nên là như vậy chứ bây giờ còn tham lam mấy cái chịu hồi gì nữa, tầm này là cũng nhiệt tình được rồi, lát tướng vô cũng nhiệt tình ok rồi đó. Còn tham lam nữa dễ đi lắm. ODS cấm chiêu mà cấm chiêu không cấm được cái con gọi là Visa. Sợ nhất là những cái đội hình bắn tay vậy nè, Visa giác đấu bây giờ là nó trâu nha anh em nhé, giác đấu nó không có còn làm choáng nữa mà thay vào đó là bắt đầu là nó làm cho con tướng của mình trâu hơn thôi, chứ nó không có làm cho mình gọi là choáng được đối phương nữa giống như ngày xưa. Nói chung là kiểu giác đấu bây giờ chơi thì nó khác rồi, nó không có giống như hồi trước nha. Rồi từ từ chúng ta sẽ lên được cho mình là 4 pháp sư ở lượt tiếp theo thì cái lượng sát thương gây ra của ODS sẽ to hơn nhé. Chỗ này mình sẽ lấy ô rồi, mình lấy một ô về đây thì up thêm một cấp nữa là chúng ta sẽ có được 4 pháp sư, 6 chim tinh và 3 phù thủy. Hơi tiếc là ODS nó không có sách, chứ nó mà có sách thì vô nó sẽ xài chiêu liền thì sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải roll kiếm cho mình là con ODS 3 nhé, ở tầm cấp độ 7 anh em roll thoải mái, cấp độ 7 nó cũng giống như cấp độ 6 thôi, tại do là mình có ngân sách hẹp. Chứ còn nếu như bạn mà không phải là ở cấp độ 7 á, mà bạn ở, mà không có ngân sách hẹp á, thì bạn phải roll ở tầm cấp độ 6 nha, thì nó sẽ mất một cái cấp độ đó. Đại loại là như vậy. Đây, anh em up thêm một cấp nữa. Rồi bây giờ là đi kiếm một con pháp sư, kiếm thêm một con pháp sư để gắn vô thì chúng ta sẽ có được 4 pháp sư. Đấy, gắn vô đó. Thì chúng ta sẽ có được 4 pháp sư như này nhá. Thì đội hình mình sẽ là 4 pháp sư, 3 chim tinh, 3 phù thủy. Anh em có thể lắp tướng lên, đứng lên phía trên đó, bảo kê nó một xíu, bảo kê cái con gọi là con ODS của mình một xíu nha, thì nó sẽ hay hơn. Bây giờ là không có thua nữa nha, bây giờ là đánh phải thắng á, thua nữa là đi đó anh em, nên là phải đánh nhiệt tình, phải lắp tướng nhiệt tình, đánh nhiệt tình vào thì nó mới thắng được, chứ không là dễ thua lắm á. Tầm này thì bên kia chỉ cần là chơi những cái đội hình mà xài chiêu á, gặp mình là thua, còn nếu mà chơi những cái đội hình mà bắn tay á thì vẫn còn có cơ sở à. Chứ còn bạn mà xài chiêu là đấu được xài chiêu đâu, vô là bị cấm chiêu rồi, giống như Lunox này nhảy lên bắn phát xong bị cấm chiêu, bị choáng đồ cái thứ. Đấy, hoặc là Layla này bắn phát là bị choáng này, buộc xe phải chuyển sang bắn tay cái là bị cỏ vậy thôi. Rồi mình giữ lại 2 tiền nhá, 12 máu bắt đầu lật kèo này khi mà đội hình mình nó đã vào form rồi, 6 chim tinh, 4 pháp sư và 3 phù thủy. Bây giờ mình sẽ roll kiếm ODS 3, không biết là trong trận này có bao nhiêu ông tranh ODS với mình, nhưng mà nói chung là có một ông ở phía dưới này, mình thấy có một ông ở phía dưới còn có 7 máu thôi, là ông đang cầm ODS trên tay á. Đấy, thì mình sẽ đi kiếm ODS nhá. Được thì cứ kiếm mấy con pháp sư này về, lát nữa chơi thành 6 pháp sư luôn. Đấy, ODS còn tới tận 11 con lận anh em ạ. 11 con ODS lận, nên bạn roll thoải mái. Tầm này là bạn roll là kiếm ODS là dư giả luôn, nên là không có lo là sẽ không kiếm được ODS anh em nhé. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ mua con STS kia về. Nhét con STS này vô đi. Holy light will grant me victory. Hồi nữa mình sẽ lên STS 2. Đội hình mình 3 con 3 sao ở phía sau, 12 máu nhìn vậy thôi, 12 máu nhìn vậy thôi chứ ODS mà lên 3 phát là câu chuyện nó khác ngay. Bên kia thì chơi giác đấu này, giác đấu thì nó được cái châu thôi anh em ạ. Giác đấu bây giờ nó được cái châu, nó tăng kháng phép và tăng giáp, chứ ngoài cái châu ra thì những cái khác nó không có được nhiều đâu, nên là đam nó không có mấy. Nó có châu thôi, không có khống chế luôn nhá. Giác đấu ngày xưa nó khống chế, bây giờ khống chế duy nhất con giác đấu có là chắc là con Woody và lại con Gatot là hai con đó thôi, còn những con khác là gần như là không có luôn. Đánh cái bộ này thì được cái đầu game nó trâu anh em, mà được cái đầu game nó trâu thôi, nhưng mà giai đoạn sau khi mà người ta nhiều đam lên rồi thì bạn trâu mấy người ta quánh thì cũng rụng thôi. Ví dụ như Akai người trâu quánh trời, người ta gõ tới gõ luôn thì cũng lên được. Đấy, 12 máu là kèo này anh em này. Trong quá trình này là mình sẽ roll ODS 3 nha. Lúc này là chúng ta sẽ đi kiếm ODS 3 này, nhận giáp ảo được, cái đó được. Tướng đồng minh,
đổi hình tinh anh thôi. Nhận chắc là sẽ lấy cái nhận giáp ảo luôn để đảm bảo là mình sẽ roll ra được con Odette 3. À, bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào chuyện đi kiếm Odette nha. Đấy, Odette quá trời. Rồi, đơn giản vậy thôi anh em ha, đơn giản vậy thôi. Cái là mình sẽ có được Odette 3 sau lượt này là sẽ có thôi. Chạy đường nào khỏi. Mua tạm con chịu hồi này về đi. Chơi đỡ đi. Cho nó có chịu hồi chơi. Nó sẽ rơi con Bapon xuống. Đó, ồ rơi Messina thì quá ngon. Tại do con dắt mình 3 sao rồi. Dắt mình 3 sao rồi cho nên nó sẽ chắc chắn là rơi một là Bapon hoặc là Messina hoặc là bộ không thôi, chứ nó không có rơi những con khác nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng tiền của mình để roll nốt con Odette còn lại này. Sau khi bạn kiếm được con Odette còn lại xong phát là câu chuyện nó khác ngay. Hơi tiếc là không có gọi là quyển sách anh em ạ. Phải mà có quyển sách thì nó sẽ ngon hơn. Thì nó sẽ giúp cho cái con Odette của mình mạnh hơn. Nhưng mà không có thì thôi. Chúng ta sẽ lấy cái 28 giáp ảo luôn nha. Để được hưởng thêm cái lớp giáp ảo. Rồi sau đó anh em lắp cái quyền trưởng sang đây. Đấy. Lắp cho con dắt đi, lắp cho con dắt cái này đi. Rồi, bây giờ sẽ đi kiếm con Odette còn lại này, nốt con Odette này. Những con pháp sư thì cứ lấy về. Lan xe cứ lấy về cũng được. Đấy, rồi, Odette lên 3. Đơn giản anh em, nói chung là cái chuyện mà bạn roll ra Odette với lại ân sủng với lại ngân sách hiệp thì nó quá là đơn giản rồi. Vô đây, theo đây. Rồi, ok. Sau đó thì anh em sẽ up cấp lên nha. Tới đây là anh em bắt đầu anh em up cấp lên để nhét vô cho mình là 6 pháp sư nữa là xong. 6 pháp sư, 6 chim tinh, 3 phù thủy, Odette 3. Hơi tiếc là nó không có sách. Tiếc cái duy nhất là nó không có sách thôi, chứ còn mà nó có sách nó thì đẹp. Thì con Odette của mình nó sẽ rất là khỏe luôn. Bên kia xài chiêu thì gặp mình là mệt. Xài chiêu là bị choáng. Hai cục chiêu xài chiêu bị choáng, Odette chuyển tay ra phát hồi lại nguyên khúc máu. Lại tiếp tục chuyển tay ra và gánh tim liền. 29.000 sát thương. Đây là 14 pháp sư nhá. Lát nữa cho lên thành 6 pháp sư nữa là hết bài. Tại vì là không có ân sủng chiến binh nên là để chắc ăn thì chúng ta nên cầm cái thanh tẩy chắc ăn để tránh cái trường hợp nhiều lúc nó bị choáng ấy, nó không xài được chiêu thì nó rất là mệt mỏi. Còn giả dụ như bạn có quyển sách thì bỏ cái thanh tẩy cũng được. Nếu như bạn có quyển sách thì có thể tính về cái đường bỏ thanh tẩy cũng được. Đây để mình lắp nó lên cái góc này đi. Nãy mình thấy cái góc kia của Odette nó chạy lên cái góc này nó bị quýnh đấy, mình sẽ đi góc này để nó chạy lên góc này thì nó sẽ đỡ bị quýnh hơn. Trời ơi, tướng mình dồn quá hết quan góc rồi. Để bảo kê của Odette của mình nhá. Miễn sao nó tích được đợt mana đầu tiên, bắt đầu nó xả chiêu đầu tiên rồi là những chiêu phía sau là nó tới theo một cách rất là tự nhiên anh em ạ. Nha. Rồi, chúng ta sẽ đẩy cho nó lên thành 6 pháp sư nữa đẹp, lên cấp độ 9 ha. Bây giờ mình up lên cấp độ 9 thì mình nhét thêm hai con pháp sư vô là con này với lại con này vô, hoặc là nhét con Aurora vô thì chúng ta sẽ có thêm mắt thám thì cũng được, đi theo hướng nó cũng được. Miêu lát nữa thay con Lancelot bằng con Miêu Tâu nhé, để cho nó trâu hơn. Thì con Miêu Tâu nó giận nó có choáng ấy. Trời, con Odette nó lại chạy bộ lên rồi nè. Nó lại chạy bộ lên phía trên rồi. Nó lại đưa ra đầu không còn gió rồi. Nhưng mà thôi cũng được đi. Nó còn cái quyền trưởng mà mình cũng chẳng lo. Nó có cái quyền trưởng mà mình cũng không có lo lắm. Rồi, sợ nó bí tục vô đưa đầu cho Odette trưởng thôi chứ đừng đi đâu. Cứ bí tục nó trưởng ra. Một mình Odette gánh tim. Quá ok luôn. Mặc dù nó đứng ở đầu sóng ngọn gió nhá, nhưng mà có thể thấy là nó vẫn rất là thoải mái thôi anh em, không vấn đề gì hết. Nếu mà đối phương mà có một con sát thủ bu xuống phía dưới thì mình càng dễ chơi. Nhảy xuống phía dưới thì tấn công Odette thì càng dễ chơi. Tại Odette mình có nguyên trưởng rồi mình cũng chẳng sợ. Lưu gì. Để cho tiền ở cấp ha. Bây giờ mình không có roll nữa nha. Mình sẽ để cho tiền sau khi mình roll nó giai đoạn đầu là xong rồi. Sau đó là nó ra con nào thì mình lấy con đó thôi. Còn khúc sau thì mình không cần roll nữa. Mình sẽ thay vào cái chuyện là mình roll cờ, mình sẽ chơi cái chế độ là chế độ cấp. Để mình up cái đội hình của mình lên, cho nó lên thành gọi là 6 chim, 6 pháp sư và 3 phù. Rồi, Odette gánh tim. Trong lượt hợp vận mệnh mình đang rất là tạch máu này anh em nè, mình đang có 12 máu thôi. Thì nếu như có sách là mình lấy sách liền. Mình lấy sách liền nhá, để cho mình có được cái xả chiêu thức ngay lập tức tính từ Odette. Chứ nhiều lúc nó vô nó tính mana hơi chậm anh em. Nó đánh tay nó tính mana hơi chậm. Nó dẫn đến kết là nó chưa tung được chiêu thì đối phương đã quýnh nó trước rồi. Nó bị lộ. Đấy, mình mong là nó sẽ có một quyển sách trong này. Hoặc là tới lượt tính quá được. Kiếm được một quyển sách lợi hơn. Châu đấm là đầu nha, nhưng mà Odette trưởng lại thì còn đau hơn. Trời, trưởng cái nào là thấy ớn cái đó liền. Đấy, người ta quánh vô người ta bị choáng anh em ạ. Bị choáng bởi Angela nhá anh em nhá. Bởi con chỉ huy á. Đó. Thì cái bài mà chim tinh Odette phù thủy thì nó quá là mạnh rồi. Bài này là bài meta rồi. Thì thường sẽ bị tranh cờ. Nhưng mà nếu như bạn có được ngân sách hẹp thì cái việc người ta tranh cờ với mình thì nó vô nghĩa anh em. Tại vì mình sẽ run cờ nhanh hơn người ta rất nhiều. Còn những cái đội hình mà xài chiêu gặp đội hình này là thôi chịu. Gặp cái con gọi là Odette là thôi coi như là bỏ tay luôn, không đánh được nữa. Rồi, chúng ta sẽ lấy sách nhà này thì mình lấy ô rồi. Lấy sách ha cho Odette. Anh em có thể bỏ cái tụi
cái bánh sáng, hoặc là anh em có thể bỏ cái thanh tẩy. Rồi, bỏ một trong hai cái đó. Thanh tẩy cũng được, đuổi thanh sáng, đuổi thanh sáng thì nó giúp cho Odette đam to hơn. Còn nếu như mà anh em bỏ cái thanh tẩy thì nhiều lúc nó bị choáng, nó không xài được chiêu ấy, thì cùng lắm bấm nguyên trượng. Đấy, thì cũng được, đường nào nó cũng vô hết trơn. Đấy, giả dụ như bạn nhiều lúc nó không xài được chiêu, nó sẽ bấm nguyên trượng để nó đóng băng lại thì nó cũng sẽ xài chiêu được thôi nha. Rồi, ok. Ta lên thêm pháp sư nha, up thêm cấp nữa. Cho lên thành cấp 9 luôn, rồi sau đó bạn roll node là roll cờ cái khúc cấp độ 9 đó là vừa. Đằng nào thì máu mình cũng còn tới tận 28 cộng 12 là tới 40 lần, 40 máu lần chứ không phải là 12 máu đâu. Rồi mình cũng chẳng sợ là người ta có thể gọi là sóc đá mình ngay, mình sẽ cho nó cầm sát đi. Như này là full dam nhá. Như này là Odette full dam này. Nếu như mà cầm thanh tẩy thì nó sẽ có cái hay của thanh tẩy. Còn cầm cái này thì nó chuyển cái nào là dam vào cái đó đi mà thì nó giải quyết vấn đề nhanh hơn, nó giải quyết đồ hình đối phương nhanh hơn. Thì trong quá trình nó đang Angela đang làm choáng thì con Odette của mình chọn đồ hình đối phương xong, gần xong rồi. Đấy, vậy dù vậy. Đấy, Odette đang chọn đồ hình này đi mà chọn mình tới nơi luôn. Lunox bắn vào. Anh bắn vào chỗ Odette ghê đấy. Nhưng mà cùng lắm thì Odette bắn nguyên trường lại thôi. Ngon nha. Quá ngon là đằng khác luôn á. Với kiểu đánh của Angela Skill 2 bây giờ nó khó chịu lắm anh em, khó chịu. Angela Skill 2 thì anh em đánh Odette 2 là cũng đã đủ để cho bạn lọt vào trong top 4 rồi. Mà nếu mà được thì cứ đánh lên Odette 3 thì nó dễ top 1 hơn. Chuỗi thắng tiền nó về. Tới đây là biết rồi đó, tới đây là biết là cái khả năng top 1 của mình là cực kỳ cao rồi. Hồi nữa mình sẽ bỏ con Valen luôn. Khỏi cần chơi con Valen. Hoặc là anh em thích thì có thể chơi Valen để lấy thêm một cái quân trưởng cũng được. Đánh thêm cái quân trưởng cũng được anh em mà. Lấy tặng con này về để vô được bên ngoài mình đặt vô mình kiếm tiền chơi. Còn không thì anh em có thể bỏ bớt con Veil ra ngoài hoặc là bỏ bớt Etep ra ngoài. Thì chúng ta cũng có được cho mình là cái bác thám để kiếm tiền chơi. Thì bốn pháp sư với lại năm pháp sư thì nó cũng chả khác gì nha anh em nhé. Bốn pháp sư, năm pháp sư thì nó cũng giống nhau thôi. Cái lượng sát thương gây ra thì nó cũng giống nhau. Được cái đồng Etep này sao thôi. Rồi, bên phía đối phương thì đang đứng ở trên bục đến từ con bài quang quang 2 sao. Odette bắt đầu là chiêu, nó quang quang bị cấm chiêu rồi kìa, quang quang không bay được kìa. Đấy, quang bị choáng, bị cấm chiêu, không lên được mana, cay vãi luôn. Mặc dù nó đứng ở trên cái bục là đáng ra là nó hồi mana phải nhanh lắm mấy anh em à. Nhưng anh em có thể thấy là con quang nó bay rất là hạn chế luôn, tại nó bị cấm chiêu. Nó bay rất là hạn chế luôn, nó bay lên xong phát nó mới hạ gục được mục tiêu nào đó là bị cấm chiêu lại là nó cần lại, nó không lên mana nữa. Nó dẫn đến cái kết là nó không bay được. Đấy. Đó là sự khó chịu của Angela Skill 2. Nếu như bạn nào mà chơi những cái đồ hình mà xài chiêu rồi đó, mà trong trận đấu có người đánh Angela Skill 2 á, thì chúng ta nên suy nghĩ về việc gọi là đổi sang đánh một cái đồ hình khác. Đánh theo cái sát thương vật lý á, đánh tay á. Ví dụ bạn đánh Tử Long Thương Thủ. Tử Long Thương Thủ đông vũ là ăn được đồ hình này. Tử Long vô nó chọc được anh em ạ. Mai mốt mình sẽ làm một cái clip về con Tử Long sau. Vì là bây giờ là có cái bộ giác đấu á, nó sẽ giúp cho con Tử Long trâu hơn. Thì trong cái giác đấu thương thủ á, thì nó cũng có hình như là có một con là bị trùng vào thì phải. Quân trưởng thương thủ, quân trưởng thương thủ có con Mista, rồi quân trưởng giác đấu có con Guinevere. Đấy, nó cũng có sự trùng lập trong đó. Thì mình có thể suy nghĩ về một cái đội hình liên quan đến giác đấu và thương thủ để cho con Tử Long cầm hai hệ luôn. Cầm giác đấu và cầm thương thủ luôn, thương thủ gây đam, giác đấu làm cho Tử Long trâu hơn. Đi theo cái hướng đó. Mai mốt nha, mai mốt mình sẽ làm một cái clip về nhiều đó. Còn bây giờ thì tạm thời là anh em nhìn cái đội hình này và anh em biết rồi là tới đây là gần như là không có cơ hội nữa dành cho bên phía của team địch. Thì mà mình đang có một cái đội hình nó phải nói là rất là mạnh luôn. Elegance is never outdated. Rồi chúng ta sẽ lên được cặp đội chính như này, lắp pháp sư vô. Đấy, thì chúng ta sẽ có được đội hình như này. Bắt thám thì có thể bỏ rồi. Pháp sư chiếm tinh phù thủy. Rồi, vậy là được rồi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên gọi là những con nào 1 sao lên 2 sao, con nào 2 sao rồi thì thôi. Ví dụ như con nào mà giống kiểu như con Lancelot này thì có thể thay bằng con này để cho nó vô nó tăng anh em ạ. Thay vì mình chơi Lancelot á thì mình có thể chơi nó được. Will be limitless. Đấy, thì mình chỉ là mình không có sắt đúng không? Đây. Thì mình có thể lắp cái đó qua cho Luigi này, cho Luigi nó xài chiêu trước cũng được. Thay vì lắp cho con gọi là con Aurora thì nó mới 1 sao thì nó chưa ăn thua. Bên kia chơi Ruby. Đấy, Ruby là xài chiêu xong là bị choáng cay vãi luôn, không được xài chiêu tiếp. Cái sự khó chịu của anh em. Nó cứ xài chiêu xong lay la kìa, đứng sau xài chiêu xong choáng, chẳng bắn được. Chẳng nhả chiêu được nữa. Dẫn đến cái kết là nó phải đánh tay. Đánh tay thì lay la thì đánh tay ok đó, chứ mà không phải là lay la thì nhiều khi đánh lại mình. Bị choáng rồi kìa anh em, không quăng được chiêu.
thắng được lượt này. Ghê đấy. Còn Layla đứng ở phía sau ha. Không sao, nhưng mà mình còn giáp mà, mình còn một cái lượng giáp đủ để có thể gọi là chống chịu được, nên mình cũng chẳng lo. Là đối phương có thể làm gì mình hay á. Đây, lắp thêm một mình vào. Rồi, Miu tao cầm sạch của con này. Rồi. Hóa mèo. Lát nữa mình có thể lắp con Lê lên, lắp con gọi là Odette á, qua góc bên kia là sẽ tấn công được cái ông đó ngay. Tấn công được ông Layla trước, thì ông Layla ông bị đánh trước là ông rụng mà anh em ạ. Ông đứng ở phía sau, mãi sau mình mới với tới nhá. Nên là vẫn còn đang có cơ sở để có thể thắng được mình. Giai đoạn sau thì lát nữa đi. Lát nữa thì mình lắp con Odette qua cái góc bên tay phải là Odette vô dưỡng con Layla trước. Là mình sẽ có cơ hội mình giành chiến thắng trước nhá. Đấy, thì con Layla được một cái là ngoài bắn chiêu thì nó có bắn tay đó nha. Nên là nó còn có cơ sở, chứ mà nó mà bắn chiêu toàn diện giống như mấy con phù thủy nhà hàng thì gặp cái đội hình Odette, Angela này là bó tay luôn, không sai được chiêu luôn. Ông Layla đó là ông nào? Layla đấu sĩ, quân trưởng, phù thủy. Layla 6 đấu sĩ à? Layla kim, Layla sát thủ hay gì gì á, nhưng mà chứ cũng không phải là đấu sĩ nữa. The scales are not in your favor. The scales are not in your favor. Mấy đầu tàu một. They need some hammering. Đây, anh em lắp nó qua đây là được nè anh em này. Đấy, chỉ việc anh em lắp cái con gọi là Odette qua góc bên này là tấn công được ông Layla ngay gì đâu. Chuyển vô chỗ của ông Layla trước để cho ông Layla ông hiểu vấn đề. Chứ để ông cứ đứng ở phía trước ông bắn, ông đứng phía sau ông bắn thì làm phiền mình quá. À, đổi Layla sang góc. Nhìn. Có nhìn đội hình đối phương nha. Ghê đấy, cũng ghê đấy. Ok luôn bạn. Đấy, nhưng mà Layla bạn bị cấm chiêu ha. Khó chịu quá nha. Bạn này đánh nói chung là có tư duy khá là khó chịu, nhưng mà chiêu đó đã là đủ chưa? Tôi thấy là chưa đủ á. Coi bộ màu này là chưa đủ á, bắn cái nữa là bị khó chịu này. Đấy, bị choáng, bị khó chịu, không được xài chiêu, cày vãi. Hình như là có con tự hồi mana thì phải. Ăn súng chiếc bên không á, tự hồi mana. Đấy thì có lắp qua né thì cũng ok đó, cũng tư duy. Cũng ghê đấy. Ra gì có ý tưởng nhưng mà như đó đã đủ chưa, vấn đề là như đó là đã đủ chưa, chứ còn tôi thấy là chưa đủ nha. Cánh rực lửa cũng có ý tưởng anh em mà, nhưng mà chưa tới thôi chứ có ý tưởng hay. Nói chung là biết chơi, nhìn đội hình mình nha anh em nha, rõ ràng nhá. Rồi ok luôn, bạn còn nhiều máu, 6 máu hả? Để mình run nốt luôn nha, cho con hai con này lên 2 sao luôn. Ảo ra với lại con Miu Tàu. Ảo ra lên sao. Rồi Miu Tàu lên sao. Cánh rực lửa. Có ý tưởng, mình không cần đổi luôn. Bạn đổi, cho bạn đổi, mình khỏi đổi luôn. Lại tiếp tục đổi Layla qua góc này, cũng nghề đấy. Lượt này á, vào hết đồ. Ông Ruby vô ông sấy, cái ông bị cấm chiêu, ông không sấy được nữa, cái ông bị bắn. Ruby 3, Layla 3 mạnh nha. Nhưng mà rất là khó chịu là con Ruby thì nó đánh tay không được nhiều. Đó, con Layla là đánh tay được nhiều thôi, nhưng còn Ruby là đánh tay không được nhiều anh em à. Dẫn tới cái kết là đó, nó cứ bị hạ gục mục tiêu, cứ bị cấm chiêu, không xài được mana. Không xài được chiêu, cái là nó không có hồi được nhiều máu nữa. Bắn tay thì không ăn thua. Thua là thua con Angela, chứ không phải là thua đội hình mình đâu. Đội hình bạn ấy mạnh á. Ruby 3, Layla 3, đấu sĩ, quân trưởng, các thứ đội hình nó mạnh á. Nhưng mà hơi đen là gặp phải đội hình Angela skill 2 thì nó phá quá. Nó cấm chiêu thức, nó không cho Ruby xài chiêu. Sau khi Ruby ngoáy được phát đầu tiên, phát là bắt đầu là hạ gục được mục tiêu, cái là bị choáng, bị không lên mana. Rồi sau đó Layla bắn thì Layla cũng bị choáng rồi cũng không lên mana. Dẫn đến cái kết là anh em có thể thấy là người ta đang bắn rất là lực, tự nhiên người ta khừng lại, người ta đánh tay không à. Người ta đánh tay là thua mình rồi. Tại bên mình đánh chiêu mà. Mình đánh chiêu vô, mình chưởng chiêu 2 chiêu, cái là đối phương gần như là bóc cái đội hình đó đi nhanh quá. Dẫn đến cái kết là một mình Layla thì nó không thể nào bắn hết được. Tại cái khúc sau á, mình còn quá nhiều tướng đúng không? Ông Layla ông cứ hạ gục một thằng là bị cấm, bị choáng một lần, rồi bị cấm chiêu một lần. Thì cứ bắn tay không á thì không ăn thua, tại số lượng tướng mình còn quá nhiều. Và chẳng lẽ kết là Odette cứ từ từ xả chiêu vào đầu là 2 chiêu thôi. Một chiêu thôi là cũng đủ để cho con Layla gần như là bốc hơi rồi, chứ cũng không cần tới chiêu thứ hai nữa. Một chiêu đầu tiên rồi sau đó đánh tay vài cái là Layla chết rồi. Thì có thể thấy là cái cơ hội để cho bạn giành chiến thắng cho mình của với mình đó là nó rất là thấp.
nó không có gọi như là cơ hội luôn, thậm chí có thể nói là không có cơ hội để giành chiến thắng luôn. Với cái kiểu chơi của Angela Skill 2 đến giai đoạn cuối game nhá, thì những cái đội hình nào mà đánh chiêu á, gặp phải đội hình này là thôi bó tay, chỉ có thể gọi là đánh tay thôi thì mặt may ra mới ăn được nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn ở trong cái clip ngày hôm nay với cái kiểu đánh của Angela Skill 2, một cái vị tướng mà nó đang rất là hot ở thời điểm hiện tại rồi. Mình đánh giá là đây là một trong số những con chỉ huy phải nói là mạnh nhất nhì ở thời điểm hiện tại rồi. So với những cái con tướng giống như ngày xưa là Percy như là Autut thì bây giờ nó đã bị giảm sức mạnh rồi, thì cái lúc này là cái lúc mà để cho Angela Skill 2 nó có thể tỏa sáng cùng với cả là con Tử Long nhé. Tử Long, Thần Long Thương cùng với cả là Angela Skill 2 là một trong số những cái con chỉ huy nó đang rất là mạnh và bạn nên chơi ở thời điểm này, thì mà cái khả năng giành chiến thắng là rất là cao dành cho đội hình của mình nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong clip ngày hôm nay. Bạn nào thích cái clip này của mình nữa thì nhớ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian sắp tới có ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình để mình có thêm nhiều ý tưởng mình làm trong tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.